Không biết từ bao giờ và ai đã đặt ra những lời ca dao chứa đầy niềm đau con trẻ âu ơi, con ơi ở lại với bạn má đi làm mắm tháng ba má về có mắm con ăn có khô con nướng có em con bồng má ơi má gửi các con lại cho bà là để đi theo một người xa lạ. Má đi tìm khoảng trời riêng chứ nào phải đâu má đi làm mắm mà dặn con chờ tới tháng ba má sẽ quay về. Để con đợi con trông với niềm hy vọng mơ hồ. Con biết má vẫn chưa hết thời xuân sắc, vẫn đẹp nhất làng dù đã có hai con. Ba con qua đời má vẫn một nắng hai sương, ngày lấy ngày qua trong cuộc sống cơ hàng. Má không một lời oán trách thở than, sau này bỏ cái con mà đi tìm duyên mới. Những đêm mưa nằm buồn nhớ má, nước mắt con cứ rơi theo tiếng nỗi ru hời. Âu ơi, con ơi ở lại với bà, mà con đi làm ăn xa xứ để kiếm tiền nuôi nổi nuôi con. Con lớn rồi nên đã hiểu được nguồn cơn, chỉ tội cho em con nó cứ khóc hoài đòi gặp má. Má ơi má đi tìm hạnh phúc, con đâu có trách hờn gì, sao má gạt con chi. Âu ơi, trời mưa bóng bóng phập phồng, má đi lấy chồng con ở với ai. Lời ru vô tình giữa đêm cắt lên, bóng đứt ngang như ngang niềm riêng. Sợ con buồn nói không dám ru thêm, lặng lẽ ôm con khe khẽ dỗ về con.
má hẹn với con sẽ về khi tiết thanh minh để cùng săn sóc mộ phần của ba và ông nội. Đã mấy lần tháng ba mà má cứ đi biển biệt mộ của ba con, giờ đây có mọc xanh rì. Niềm tin của con cùng phủ rêu xanh theo ngày tháng đợi chờ. Con phụng dưỡng nội và nuôi em thơ dạy, không tin tháng tin ngày thôi trong đợi tháng ba. Nội cũng không còn cất giọng hát ru, và em con cũng không còn đòi má nữa. Nhưng ai biết trong ngôi nhà quạnh quẻ vẫn giấu đâu đây những tiếng thở dài. Má ơi, có lần con lén nội và em lên thành phố thử đi tìm, mong được biết má ra sao. Má có chồng giàu và cũng có những đứa con. Con của má có đủ đầy tình thương và vật chất. Con đứng lặng nghe lòng tê buốt, thầm hỏi lòng, có phải má con không? Không, hình ảnh thân thương đúng là của má, nhưng trong mắt con giờ xa lạ ngỡ ngàng. Con nhớ ngày xưa má hay kể cho con nghe chuyện nàng hỏi khách dây cọng mẹ tìm chồng nơi tề quốc. Nàng thoải khanh ngày nay không còn nữa, nên nỗi đời con chờ mà má chẳng về đâu.